xanh lên từng người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ.
nhà gái. Thì cách đây 2 tuần thì phái đoàn họ nhà trai chúng tôi đã có cái lễ vật dâng lên để xin được làm lễ ăn hỏi, và cũng được sự đồng ý của họ nhà gái thì phái đoàn nhà trai chúng tôi ngày hôm nay cũng là ngày lành hạnh tốt. Thì chúng tôi cũng mong muốn là được đón cháu Thùy Trang về làm dâu con gia đình nhà chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi cũng có chuẩn bị cơi dầu để xin phép được dâng lên tổ tiên của cháu Thùy Trang, để xin phép các ông các bà cùng toàn thể cô dì chú bác của cháu Trang cho phép gia đình chúng tôi được đón cháu Trang về tại nhà trai chúng tôi để tổ chức hôn lễ. Và cũng xin phép các ông các bà cho chúng tôi được đón cháu Trang về làm dâu làm con trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi mong muốn gia đình nhà gái đón nhận cái cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã đến lớp phát biểu của bác đại diện cho họ nhà trai. Một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn. Chúc sức khỏe, bác luôn mạnh khỏe cũng như gia đình luôn hạnh phúc. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu của bác đại diện cho họ nhà gái. Sẽ có lời phát biểu cũng như cảm ơn và giới thiệu thành phần đại diện cho bên họ nhà gái ngày chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời bác. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đến với lời phát biểu của bác đại diện cho họ nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách, trước tiên nữa là thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và có lời chúc sức khỏe đến toàn thể các ông, các bà, các cụ, nhà trai và các quý vị có mặt hôm nay. Xin chúc tất cả sức khỏe và hạnh phúc. Về phía nhà gái chúng tôi hôm nay thì tôi xin giới thiệu là có ông Phạm Minh Quân và bà Trần Thị Ngân, xin để cháu Phạm Trang. Sau đó là đến nó có chú là Phạm Thế Hùng, chú Phạm Quốc Mạnh và gia đình của chú Phạm Thế Hùng và Phạm Quốc Mạnh. Sau đó đến là có cô Phạm Thị Lâm và gia đình của cô Phạm Thị Lâm. Thì đấy là những người có thành phần. Còn tôi là bác của cháu Nguyễn Thị Trang. Kính thưa các cô, các ông, các bà, trong quá trình tìm hiểu của hai cháu thì được sự vun đắp của gia đình hai bên, đặc biệt là bố mẹ hai bên, thì cháu Dương Thị Nguyên và Phạm Thị Trang là đã thống nhất là xây dựng gia đình hạnh phúc. Thế thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng như là lần trước chúng ta đã tổ chức cái lễ ăn hỏi, thì hôm nay là thay mặt họ nhà gái tôi xin nhận cơi trầu chính dâu của nhà trai, và cũng là thay mặt cho nhà gái là chính thức nhận cháu Dương Thị Nguyên là con rể của ông Phạm Minh Quân và bà Trần Thị Ngân, cũng như là con cháu trong dòng họ tộc của chúng tôi. Và cũng thay mặt họ nhà gái thì là xin là đồng ý là cho phép nhà trai đón cô dâu là Phạm Thị Trang về để tổ chức hôn lễ cho đúng ngày đúng giờ là chúng ta đã lựa chọn. Một lần nữa thì xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ công các bà họ nhà trai cũng như họ nhà gái, và chúc cho hạnh phúc của các cháu là trăm năm luôn luôn bền chặt và hạnh phúc. Chúc cho cái tình bằng hữu cũng như là thông gia của hai gia đình chúng ta càng ngày càng gắn bó, và chúc cho cuộc hôn lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin kính chúc sức khỏe tất cả các bạn.
thay mặt cho họ nhà trai xin phép các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái cho chúng tôi được đón cháu Trang về để tổ chức hôn lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu tại hôn trường họ nhà trai chúng tôi. Và cũng xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, anh em, bạn bè, hàng xóm của cháu Trang về tại hôn trường nhà trai chúng tôi tại khách sạn Hùng Mạnh, Tân Lạc để dự lễ thành hôn của hai cháu Thủy Nguyên và Thủy Trang. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà trai xin được trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu quan khách đã dành cho họ nhà trai chúng tôi trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn. Với một trái tim đầy ắp tình yêu, với một sân khấu vô cùng lộng lẫy,
một lớp đào tình yêu vô cùng là tuyệt vời của chú rể. Giờ đây chúng ta đã được chào đón sự kiện diễn vô cùng là tình cảm đến từ đội Tân Lang Tân Nương, đến từ tứ thân phụ mẫu đội bên gia đình. Đó là sự kiện diễn chính trong ngày vui hôm nay, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, vở hiện diện ngay về sân khấu ngay lúc này là sự trở lại của tân chú rể Dương Thủy Nguyên, cô dâu Phạm Thùy Trang. Cùng với đó là sự hiện diện và trở lại của tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình. Đó chính là ông Dương Giao Trì, bà Nguyễn Thị Thoa, ông Phạm Minh Quân, bà Trần Thị Ngân, là tứ thân phụ mẫu của Thủy Nguyên và Thùy Trang, cũng đã chính thức trở về với sân khấu để cùng đồng hành cùng với niềm vui và hạnh phúc của đôi con trẻ. Xin được kính thưa tất cả quý vị đại biểu, quan khách, thật đúng là yêu nhau mấy núi ta trèo, mấy sông ta lội ắt mấy đèo ta qua. Đó là một câu nói của nhân xưa chúng ta để lại. Và ngày hôm nay tại quốc trường này, chúng tôi muốn nói với quý vị câu rằng: mấy hôm nào ấm trà đờ gói, miếng trầu cây ta bỏ đôi lời. Hôm nay hạnh phúc tới rồi, thỏa lòng mong đợi lứa đôi bao ngày. Cả cuộc đời thơm mộng và tình yêu trăm năm của chú rể và cô dâu chỉ đợi chờ giây phút hôm nay. Xin phép toàn thể quý vị có mặt tại hội trường, xin phép các vị đại biểu đại diện hai nhà và thành viên trong ban tổ chức gia đình, trong ban tổ chức tôi được cùng quý vị nói lên câu rằng: dựa trên tình yêu đẹp của chú rể Thủy Nguyên và cô dâu Thủy Trang, dựa trên sự cho phép của cả chính quyền hai địa phương, sự nhất trí ưng lòng của đôi bên gia đình, hôm nay một ngày vô cùng đẹp, ngày 24 tháng 7 năm 2022, và cũng là ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Dần. Với sự cho phép đẹp đó, ban tổ chức vừa mới trình bày tới toàn thể quý vị tại quê hương Tân Lạc, với sự hỗ trợ tạo điều kiện rất lớn của khách sạn Hùng Mạnh Plaza, ban tổ chức họ gia đình nhà trai chúng tôi xin được trinh trọng tuyên bố lễ thành hôn chính thức của chú rể Thủy Nguyên sánh duyên trăm năm cùng với cô dâu Thùy Trang tại trung tâm hôn trường ngày hôm nay. Xin phép toàn thể quý vị xin chính thức được bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, trở lại với góc trường cười trong ngày hôm nay cũng không thể thiếu được là những vị trưởng đoàn, là những vị đại diện cao cấp của đôi bên gia đình nhà trai nhà gái. Và ngay sau đây xin phép cho ban tổ chức được trinh trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là vị trưởng đoàn đại diện bên phía họ gia đình nhà gái Thùy Trang và vị đại diện bên phía họ gia đình nhà trai Thủy Nguyên. Xin hai vị hiện diện trở về hội trường, một tràng vỗ tay của quý vị trong ngày hôm nay để chào đón hai vị đại diện chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý của hai bên gia đình thân mến, và hiện diện tại với sân khấu ngay lúc này là sự hiện diện và trở lại của hai vị đại diện trưởng đoàn đã đại diện cho hai bên thân tộc họ mạng của chúng ta. Và ngay bây giờ, với những khoảnh khắc yêu thương tuyệt vời đầu tiên, Quỳnh Như cũng xin được quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với lời phát biểu của vị đại diện được trở về từ gia đình nhà gái, sẽ đại diện cho ông Phạm Minh Quân, bà Trần Thị Ngân, là sư thân phụ mẫu của tân cô dâu Thùy Trang, cùng có đôi lời ý kiến phát biểu. Chúc mừng quý vị quan khách của hai bên gia đình, con xin được trân trọng kính mời. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các bạn bè sinh hoạt của hai cháu, thay mặt họ nhà gái tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và nhiệt liệt chào mừng đến toàn thể các quý vị đại diện ai họ và toàn thể các vị đại biểu có mặt trong lễ thành hôn của mình. Kính thưa các quý vị, cháu Phạm Thùy Trang và họ cháu Dương Thủy Nguyên đã có thời gian tìm hiểu và đã được hai bố mẹ hai bên vun đắp và đã đi đến thống nhất là xây dựng hạnh phúc trăm năm. Cháu Phạm Thùy Trang tuy đã trưởng thành nhưng vẫn phải có học tập rất nhiều kỹ năng sống của các bậc sinh thành. Tôi thay mặt họ nhà gái rất tin tưởng và hy vọng rằng với sự dạy dỗ thêm của các bậc họ nhà trai thì cháu Phạm Thùy Trang sẽ ngày một trở thành xứng đáng là dâu hiền, dâu hiền thảo và vợ hiền, làm vẻ vang cho ấn và cha mẹ. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho lễ thành hôn của chúng ta tốt đẹp, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu vô cùng là tình cảm, đậm thắm, đầy đủ và rất ý nghĩa của vị đại diện họ gia đình nhà gái cho cuộc thi hôm nay. Kính thưa quý vị, đáp lại lời van ý ngọc của vị đại diện họ gia đình nhà gái, lời cảm ơn sâu sắc cho sự hiện diện mà quý vị dành tặng cho gia đình. Đặc biệt nhất, kính thưa quý vị, sẽ là lời để chính thức đón nhận Thùy Trang về làm dâu, làm con bên phía họ gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục hướng về sân khấu cùng đến với lời phát biểu của vị đại diện nhà trai cho tập đoàn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý vị quan khách có mặt trong hội trường, thay mặt cho họ nhà trai, thay mặt cho ông Dương Gia Trì và bà Nguyễn Thị Hoa, tôi xin được trân trọng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu có mặt trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, bạn bè của cháu Phạm Thị Trang đã đưa cháu Trang về với tất làng quê hương thân thương của chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự nhất trí của chính quyền địa phương của hai bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi được sự chấp thuận của họ nhà gái, chúng tôi xin nhận cháu Phạm Thị Trang về làm dâu của gia đình họ Dương chúng tôi và là con dâu của ông Dương Gia Trì và bà Nguyễn Thị Thoa. Kể từ ngày hôm nay, hai cháu chính thức nên duyên vợ chồng và hai gia đình ông Trì, bà Thoa, ông Quân và bà Ngân trở thành thân gia. Thời gian tới đây, chúng tôi mong muốn là hai cháu sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc, thực hiện tốt nghĩa vụ của người con, người cháu đối với gia đình, và cũng mong muốn là hai bên thông gia cùng vun đắp chỉ bảo để các cháu có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, của các ông, các bà, quan viên hai họ đến dự lễ thành hôn của hai cháu nhà chúng tôi trong buổi vui ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu gửi trao của vị đại diện gia đình nhà gái cùng với lời đáp từ của vị đại diện gia đình nhà trai. Và để cùng gắn kết cho tình nghĩa thông gia của hai bên gia đình, chúng tôi cũng xin mời hai vị đại diện sẽ cùng gửi cho nhau những cái nắm tay thật chặt để kết nối nghĩa tình thông gia. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Xin mời. Xin được cảm ơn và xin phép cho ban tổ chức được đỡ lời cho cả đôi bên gia đình. Xin gửi tặng lại hai vị đại diện sau ý kiến phát biểu thành công đó lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và ngập tràn niềm vui. Xin phép chúng tôi được mời hai vị quay trở về vị trí của mình để tiếp tục chứng kiến ngày hạnh phúc của lứa đôi, ngày trăm năm đẹp của chú rể và cô dâu, và hơn nữa là ngày kết tình thông gia kháng khít keo sơn của hai nhà. Kính thưa quý vị thân mến, và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây trên sân khấu chúng ta sẽ được đến với một bức tranh tình yêu rất đẹp và nồng nàn cảm xúc của chú rể và cô dâu, một câu chuyện tình rất đẹp của các em được thể hiện, được biết về những mối tình thật ngọt ngào say đắm. Và chúng tôi đang nắm được một chút rằng trên bước đường công tác xây dựng tương lai, lo cho những gì về ước mơ, các em đã được gặp nhau để giờ đây các em đã được chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu, chung phong cả màn, chung luôn lời thở tiếng than, chung niềm hạnh phúc với cả bạn con thơ của tương lai. Xin phép cho ban tổ chức giờ đây trân trọng kính mời giới thiệu chú rể Thủy Nguyên và cô dâu Thùy Trang. Các em nắm tay nhau, ôm bó hoa tươi, nở nụ cười thật hạnh phúc, bước lên phía trước trung tâm hôn trường một bước và khẽ nghiêng thân mình cúi chào tất cả quý vị có mặt tại hội hôn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, và hai nhân vật tiếp theo ban tổ chức xin được giới thiệu tới tất cả quý vị có mặt tại hội hôn, hai nhân vật vô cùng quan trọng của ông Dương Giao Trì và bà Nguyễn Thị Thoa, là song thân phụ mẫu của chú rể Thủy Nguyên. Bước lên phía trước một cái cúi chào nhẹ để cảm ơn quý vị trở về đến đại lễ của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin kính mời ạ. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, và tiếp theo cũng không thể thiếu được, ban tổ chức xin được trình trọng giới thiệu ông Phạm Minh Quân và bà Trần Thị Ngân, là song thân phụ mẫu của cô dâu Thủy Trang. Xin hai vị bước lên phía trước một bước, khẽ như mình cúi chào tất cả quý vị có mặt tại hội hôn. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả quý hội hôn thân mến, thật đúng là khen ai sao để tóc dài, sợi thương, sợi nhớ, sợi xe xe lòng, phải chăng là sợi tơ hồng, ông trời thương mến trao vòng cầu hôn,
Ngay sau đây quý vị sẽ được đến với một bức tranh tình yêu với đong đầy rất nhiều cảm xúc lần lượt từng khoảnh khắc một của chú rể và cô dâu. Trước khi đến với giây phút này, xin phép chúng tôi được mời chú rể cô dâu các em bước lên phía trước hai bước và về phía trung tâm hôn trường trong ngày hôm nay. Xin mời các bà tham gia chúng ta xin lại gần nhau tại trung tâm hôn trường để chứng kiến cho giây phút ngọt ngào của chú rể và cô dâu đến với khoảnh khắc đầu tiên trong ngày vui, khoảnh khắc chạm đất cực. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời chú rể Thủy Nguyên, cô dâu Thủy Trang. Chúng ta sẽ cùng gửi cho nhau chiếc nhẫn làm kỷ vật trong ngày cưới, ngày hạnh phúc, ngày chung đôi đầu tiên này. Xin mời. Xin chào quý vị thân mến, bao giờ xuất xin phép được mời chú rể em hãy quay về phía để mời thân yêu của mình. Và bao giờ em cũng quay về phía đó là chú rể. Và giờ đây các em sẽ cùng tay nắm tay nhau nở nụ cười thật tươi. Và chú rể em hãy cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn cho hai chiếc đó. Hãy đeo lên tay trái của vợ yêu cùng với lời thề non hẹn biển chung thủy sắc son. Sau đó em hãy thơm lên tay vợ yêu một cái thơm thật nhẹ nhàng. Và để rồi em hãy ôm lên vợ yêu mình một cái ôm thật là đám cưới đi ạ. Xin quý vị một tràng vỗ tay. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin mời cô dâu Thủy Trang sẽ lựa chọn chiếc nhẫn còn lại để cùng đeo lên tay người chồng yêu quý của mình. Có thể nói rằng nhẫn này là một chiếc nhẫn vòng tròn không có điểm dừng lại, nó không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, nó tượng trưng cho một vòng tròn tuần hoàn của tình yêu. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho chú rể và nàng dâu sẽ luôn được trăm năm hạnh phúc, một trang pháo tới thật lớn để cùng chúc mừng nhé. Sau đây ban tổ chức xin mời tâm chú rể Thủy Nguyên và cô dâu Thủy Trang, các em cùng nắm tay nhau di chuyển trở lại phía bên tay trái của hôn trường để đến với khắp bánh tình yêu ngọt ngào của các em trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị, với lần những lần cắt bánh này, với ba lần cắt là tượng trưng cho ba ý nghĩa, ba nấc thang của cuộc đời. Và chúng tôi cũng xin được thật tâm chúc cho tình yêu của Thủy Nguyên và Thủy Trang sẽ luôn được sách trưởng hòa hiệp, lắm phục hòa hợp và phú quý vạn niên. Một trang phó tích thật lớn nữa để cùng tiếp tục chúc mừng nhé. Xin phép được trân trọng kính mời chú rể cô dâu các em tiếp tục di chuyển trở lại phía bên tay phải của hôn trường để các em cùng đến với tháp triệu hạnh phúc vô cùng thăng hoa, vô cùng lãng mạn và cũng không kém sinh phần thi vĩ của các em trong ngày vui này. Xin mời chú rể, bạn sẽ là người thực hiện thao tác bôi chai rượu cho ngày vui để các em cùng vỡ hòa hạnh phúc ngọt ngào với một ngày vô cùng là sẽ đáng thấy ý nghĩa. Xin mời các em. Vâng, xin chúc mừng. Và sau đây xin phép được mời cô dâu chú rể các em cùng nắm tay nhau để rồi cùng nhau xót chiều giao thề hữu duyên thiên lý ta về bên nhau. Đôi ta thì ý hợp bắt đầu, niềm vui ban tới nỗi sầu đem đi. Quý vị đang được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng là thăng hoa trên hôn trường đến từ chú rể và cô dâu của chúng ta ngày hôm nay. Tháp chiều đang tuôn chảy thì giống như tình yêu cũng đang tuôn chảy trong huyết mạch của các em vậy. Và những ly rượu sô banh đỏ hòa quyện cùng với làn đá vò trong chương trình hôm nay, chúng ta đều biết màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn mãnh liệt của tình yêu. Và trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có quyền được tìm hiểu một nửa yêu thương cuộc đời của nhau, nhưng để tìm được một người để sẻ chia để đồng hành đó không phải là điều dễ dàng. Bởi vì chúng ta cần được một nửa yêu, một nửa hiểu, một nửa sẻ chia để cùng vượt qua tất cả những khó khăn, những gian khó để cùng bước tới một đỉnh vinh quang trong hạnh phúc, trong cuộc đời của mỗi con người. Và tiếp theo, ban tổ chức xin mời chú rể bạn tiếp tục bơi chai rượu thứ hai xong đôi cho ngày hôm nay. Để rồi chú rể, em sẽ là người rót rượu và cô dâu, em sẽ là người nâng ly. Các em lần lượt rót cho từng ly rượu một tại phía bàn tiệc rượu mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho các em trong ngày hôm nay. Xin mời. Xin kính chào quý vị thân mến, đồng hành với chú rể và cô dâu trên sân khấu trên hôn trường. Các em đang rót ra từng ly rượu nào của mình để chúc mừng hạnh phúc. Kính thưa quý vị ở phía dưới hôn trường, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta vừa dự tiệc vừa tham dự đại lễ, chúng ta cũng rót ra ly rượu tại phía bàn tiệc của ban tổ chức gia đình nhà trai chúng tôi để chúng ta ít phút nữa cùng nâng ly với chú rể cô dâu, với tứ thân phụ mẫu đôi bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị. Vâng ạ, giờ đây chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút chú rể cô dâu các em đã rót thành công những ly rượu ngọt ngào trong một tuần này. Và tiếp nối với công tác tổ chức của gia đình, kính thưa quý vị, khi được sinh ra và lớn lên,
được sự yêu thương của cha mẹ, dạy dỗ của thầy cô, giúp đỡ của bạn bè trang lứa, để mỗi ngày càng trưởng thành và hơn nữa đặc biệt nhất là đi tìm được một nửa của cuộc đời. Hôm nay, kính thưa quý vị, tân chú rể Thủy Nguyên đến với ngày hạnh phúc của cuộc đời, em cũng có những lời cảm ơn, lễ tâm sự và cũng có một chút chia sẻ để em nói bộc lộ tình cảm của mình. Tới lời cảm ơn sâu sắc dành tặng cho tứ thân phù mẫu hai bên, xin phép được trân trọng kính mời em. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép con được gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị quan khách, các vị anh em, họ hàng, xa gần, các bạn bè đặc biệt và bà con lối xóm đã đến chung vui cùng gia đình ngày hôm nay. Gia đình con rất rất cảm kích và xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và thưa ba mẹ, chặng đường của chúng con lớn lên luôn có sự đồng hành và ủng hộ của cha mẹ. Chúng con hết sức là biết ơn và mong muốn là trong những chặng đường sắp tới của chúng con luôn luôn có ba mẹ và bố mẹ đồng hành của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn ba mẹ và xin con xin muốn gửi tới ba mẹ, bố mẹ một cái ôm thật chặt ạ. À, xin được cảm ơn những dòng tâm sự vô cùng là đằng thắm của chú rể trong ngày hôm nay. Ở bên những cái ôm thật là ngọt ngào, thật là hạnh phúc. Xin mời cô ôm lên mẹ chồng một cái ôm nữa. Xin được cảm ơn và sau đây các em sẽ cùng với những ly rượu của mình nói thay những lời cảm ơn, sự tri ân tới sự sinh thành, công nuôi dưỡng và tác hợp của ba mẹ. Xin mời cô dâu em kính lên vị là cha chồng của mình và chú rể em kính lên bố vợ của mình trong ngày hôm nay bằng tất cả tấm chân tình đẹp. Và tiếp theo hai ly nữa các em kính lên hai người mẹ hiền với những tình cảm, với tình yêu của sự hy sinh trời biển dành tặng cho các em. Cô dâu em nghiêng mình kính lên mẹ chồng mình và chú rể em hãy nghiêng mình kính lên mẹ vợ. Tiếp tục hai ly nữa chúng tôi xin mời các em dành tặng nhau trong đại lễ hôm nay. Và kính thưa quý vị có mặt tại hội trường thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ được đến với giây phút mà các ông bà đại diện hai bên gia đình cùng với nơi tân lang tân nương mời rượu tới tất cả quý vị tại những dãy bàn tiệc và để cho hai bên gia đình uống rượu sau thề trăm năm hạnh phúc. Sau đây xin phép được mời quý vị chúng ta đến với hai lần để uống ly rượu này. Lần đầu tiên các vị hãy đưa ly ra phía trước để mời các vị có mặt ở phía dưới hội trường nha. Và chúng tôi đếm đến các vị nâng ly ạ. 1, 2, 3, xin mời. Lần thứ hai, chúng tôi xin phép được mời chú rể cô dâu em quay mặt về nhau, em khoác tay nhau với ly rượu ra vôi này. Xin phép được mời bố chú rể bước sang bên bố của cô dâu trong ngày hôm nay và xin mời mẹ của cô dâu bước sang bên phía mẹ của chú rể. Vâng ạ, để chúng ta cùng đến với giây phút hai bên gia đình tham gia sẽ giao lưu cạnh ly. Xin mời hai ông bà, chúng ta lại đếm tiếp. 3, 2, 1, xin mời. Kính thưa quý vị, nghi thức uống rượu giao vôi còn được gọi một cách khác, đó chính là nghi thức uống rượu giao thề, để cùng thể hiện cho sự vun vén sự đồng lòng của hai bên gia đình. Và đây cũng chính là phần nghi thức ra mắt thông gia trong buổi đại lễ thành hôn được diễn ra tại gia đình nhà trai. Và ngày hôm nay gia đình nhà trai đã tin tưởng để cùng trở về với trung tâm của những sự kiện tình cưới nhà hàng khách sạn Đồ Mạnh Plaza. Kính thưa quý vị, sau khi đến với ly rượu đó xin phép được mời hai ông thông gia bắt tay nhau lại. Xin mời hai bà thông gia nắm tay nhau lại. Vâng, thật là tình cảm. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả quý vị có mặt tại hội hôn thân mến, bên cạnh những món quà là ly rượu là lời cảm ơn của chú rể tới tứ thân phụ mẫu hai bên. Ban tổ chức giờ đây cũng đã nhận được bản đăng ký thân đẹp đến từ các vị là người thân gia đình với những món quà vô cùng ý nghĩa tặng cho chú rể cô dâu trong ngày hôm nay. Xin phép chúng tôi được chân trọng kính mời các ông bà chúng ta lại quay trở về vị trí đứng đầu. Xin mời các ông bà chúng ta di chuyển một chút. Và món quà đầu tiên ban tổ chức xin phép được công bố và mời tặng cho chú rể và cô dâu. Xin trân trọng kính mời món quà đến từ song thân phụ mẫu hai vị vô cùng là đáng kính của chú rể trong ngày hôm nay gửi tặng món quà tới cho các con. Kính thưa quý vị, không chỉ những bố mẹ bên gia đình nhà trai bố mẹ chú rể có món quà mà ban tổ chức đã nhận được thông tin bố mẹ của cô dâu trong ngày hôm nay cũng có món quà tặng cho các con. Xin được trân trọng kính mời hai vị ạ. Các cụ cổ nhân xưa chúng ta cũng đã có câu rất là hay và có câu nói như thế này: thương con thì ngon của, một trăm chỗ lệch
cũng kê cho bằng. Và ngày hôm nay nếu như có thể so sánh giá trị vật chất của món quà, đó sẽ là không hề lớn lao đâu thưa quý vị. Nhưng về tình cảm, về ý nghĩa, về sự thương yêu, đó là tất cả những gì mà tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình muốn gửi gắm tới cho hai con. Một hành trang dài, một cuộc sống dài của chàng hôn nhân và gia đình. Hãy lấy món quà này làm những bước tiền đề, làm những bước tăng đà đầu tiên cho cuộc sống của mình sẽ phát triển và tốt đẹp hơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, xin phép cho ban tổ chức được mời cô dâu chú rể các em sẽ cùng bước bên nhau. Vâng ạ, các em xuống phía dưới bên cạnh bà nội, bà ngoại để các em đón nhận món quà của các bà tặng cho các cháu trong ngày vui hôm nay. Món quà thật ý nghĩa, kèm theo đó là lời chúc, kèm theo đó là căn dặn, kèm theo đó là mong muốn hôm nay kim chỉ nam của lối sống và mong sao các cháu phải sống để được như lời dâu hiền dễ thảo, người người cùng khen. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, những món quà thật ý nghĩa thật đẹp của các bà tặng cho các cháu. Các bà có một tâm sự rằng các cháu, đặc biệt là cháu Nguyên, vâng ạ, cháu trai của các bà ngày xưa, các bà đã được bế bồng trên tay, được chăm nom, giờ đây đã thực sự trưởng thành, đã thực sự lớn khôn và chính thức thành ra lập thất. Và tạm chia tay với món quà được trở về từ tứ thân phụ mẫu cũng như bà nội cùng với bà ngoại, thì rất được quý vị xin mời chú rể và nàng dâu sẽ cùng tiếp tục đón nhận với những món quà yêu thương gửi trao được trở về từ gia đình bác Lâm Quyền, sẽ cùng khởi thân trở về với sân khấu ngay lúc này. Xin mời, xin quý vị một tràng vỗ tay thật to với khoảnh khắc thật là tuyệt vời và món quà thật đẹp của bác Lâm Quyền. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, món quà tiếp theo xin phép được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Đức Anh lên sân khấu tặng cho các em. Xin trân trọng kính mời ạ. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trịnh trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Kim Dương lên sân khấu tặng cho các em món quà. Chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời chị. Tổ chức một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới món quà thật đẹp đến từ bố mẹ chú rể, bố mẹ cô dâu, đến từ bà nội, bà ngoại, đến từ gia đình bác Lâm Quyền, đến từ gia đình anh Đức Anh, gia đình anh chị Kiên Dương đã tặng cho chú rể và cô dâu trong ngày vui hôm nay. Và trong phép chúng tôi cũng xin được tặng tới cô dâu chú rể món quà của ban tổ chức. Chúc cô dâu chú rể chồng thuận vợ hòa, vui cha mẹ, chăn ấm đệm êm quẹt thủy chung. Hôm nay vái tổ vô quy nhật, năm mới theo hoa ấp quý tử hồng. Nối tiếp với công tác tổ chức của gia đình, ban tổ chức xin mời tứ thân phụ mẫu của chú rể cô dâu cùng với đôi tân lang tân nương trong ngày vui hôm nay, chúng ta với ly rượu đào trong ngày hạnh phúc đến với các quý vị đại biểu quan khách tại những dãy bàn tiệc của ban tổ chức gia đình để chúng ta cùng chạm ly. Mời quý vị dự tiệc, cảm ơn quý vị trở về chung vui hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời các vị. Đám cưới về trên làng quê. Yeah.
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mi hiểu, cô dâu non dù nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngộ thấy có con lợn quay, rơi đầy mông, đau đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê
Thương áo bà ba bên vườn
thăm rặng dừa cao ly chúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, niềm nắng hàng câu xanh dàn dào, bên dàn thiệt ly bên khóm mong. Ngày xuân tháng hạ cùng em ta vẫn cứ dòng chơi, anh nhất hành tinh.
em nhất trần đời. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mộ đen rất lắng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung vang em cô út hột xoàng, nhà anh có xuồng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dẫn trong làng mong đám cưới lại dài, trai thết bò dê con gái thết lừng gà. Trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, trăm thuyền đuổi tôm đã mười giò lại rước dâu rộn ràng. À, từng bừng pháo nổ bia rượu cùng nổ tiếng trống nhạc vang lên, ăn mừng uyên ương 500 con gà trống 600 con vịt côn. Nhất trai làng anh công tử chiều chơi, chẳng mình ta vẫn cứ dòng chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Sau chẳng mình ta vẫn cứ dòng chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Sau chẳng mình ta vẫn cứ dòng chơi, anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời. Con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan.
nhau hiền nên mới duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng thương mến nhau dài lâu. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai thì hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc xuân vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai ba nói với thầy tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu, ăn tính cho rồi tôi với anh làm sao. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Ngày hôm nay sum họp đôi đàng, ôi thôi họ hàng ta vui quá xứ là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một thương đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên phơi